Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm có tác động lớn đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngay từ đầu năm 2024, huyện Bá Thước đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch đề ra. Dự án đường từ xã Ban Công huyện Bá Thước đi xã Phú Nghiêm huyện Quan Hóa có chiều dài gần 6 km, có tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng. Đây là dự án chuyển tiếp từ năm 2023. Thời gian thi công 18 tháng và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Do thực hiện tốt các thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng, cùng với sự tích cực của nhà thầu trong triển khai thi công, đến nay các hạng mục của công trình đều đạt tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, công tác giải ngân vốn cũng được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Địa hình địa chất ở đây nó rất chi là phức tạp và gặp nhiều vị trí, gặp nhiều những cái đá cứng và đá khó trong cái thời gian thi công, nên là bắt buộc là phải có lại những cái biện pháp thi công mới. Đơn vị đã tăng cường tất cả máy móc nhân lực và cố gắng sẽ hoàn thành, gọi là vượt kế hoạch được giao. Dự án đập tá hướng trên địa bàn xã Ban Công huyện Bá Thước có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Đây là công trình thủy lợi đa chức năng, vừa cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa kết hợp với phát triển du lịch. Được triển khai thi công từ tháng 7 năm 2023, đến thời điểm này, dự án đã thi công đạt 40% khối lượng. Hiện chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực và phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục quan trọng của dự án trước mùa mưa lũ sắp tới. Đặc thù công trình của mình là nhất là cái thời tiết. Thời tiết nếu mà thuận lợi thì chúng tôi thi công thì mới đáp ứng được cho cái tiến độ. Mà bây giờ công ty chúng tôi là đang tập trung mọi máy móc phương tiện để cố gắng làm sao để đến trước mùa mưa năm nay là phải hoàn thành được cái cơ bản là phần thân đập. Còn mương, cái hệ thống tưới tiêu chúng tôi đã hoàn thành trong năm. Năm 2024, huyện Bá Thước được phân bổ nguồn vốn đầu tư công gần 230 tỷ đồng. Trong đó, vốn chuyển tiếp từ năm 2023 là 40 tỷ đồng, vốn giao mới là 190 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, huyện Bá Thước đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc nhà thầu tích cực triển khai thi công các công trình dự án. Qua rà soát, hầu hết các công trình dự án đều đảm bảo tiến độ. Tính đến hết tháng 3, toàn huyện đã giải ngân được gần 60 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt trên 26% kế hoạch năm. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát thiết kế, trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự án, tổ chức triển khai thi công, yêu cầu các đơn vị tập trung máy móc trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo đúng hợp đồng. Để đạt mục tiêu phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2024, thời gian tới, huyện Bá Thước tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá từng dự án, từ đó quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình đầu tư, nghiệm thu thanh toán theo đúng khối lượng và các quy định của pháp luật.